Rồi, hello, em xin chào cả nhà. Hôm nay là tới cử em đi thăm lời nữa thì cả nhà. Rồi em tới chỗ rồi. Hôm bữa cái luồng lờ đặt hồi năm ngoái á. Vậy năm mới giờ mình cũng đi thăm với Phụng 62 Vlog cả nhà. Nay bữa mùng 3. Mà nay mùng 8 mà nay năm bữa rồi. Nay mình đi thăm. Rồi mời cả nhà đi thăm lờ với mình nha. Đây, cũng cái lờ đó đó. Ở cái chủ cái đất đầm lát này nè. Không cho mình đặt nữa, mình cuốn về hết ba cái, còn cái mình ở để ở góc bờ. Nó cũng thấy nó từ từ xa xa nó cũng cái lờ nó trôi ra ngoài kìa, không biết có cá hay không. Trước tiên là thấy có con cá sặc kìa, nó chết nó nổi lên kìa, không biết trong đó có cá không nha. Đó, cũng cái bao huyền thoại nha. Nó cũng có mấy cây gài hươm. Rồi cả nhà đi thăm luôn cả nhà ơi. Không có luôn cả nhà. Mình cuốn lờ về luôn. Này bị ông chú kia thăm rồi. Không, mình cũng cuốn về mà tại để lại cái sát gốc bờ không có lỗi, bảo đảm là cái này là có cá chắc luôn. Cá sặc chết, cái lờ nằm khác cái chỗ đặt hổm mà. Rồi để mình bắt mấy cá chết ra mình thăm cái tiếp theo ở nhà. Mời cả nhà thăm cái tiếp theo luôn cả nhà. Có cá nè cả nhà. Tung tung à. Ôi ôi. Cá phi cá sặc cả nhà ơi. Để không có cá lóc rồi có phi cá sặc là cũng mừng rồi, cũng có cá ăn ha. Rồi thôi mình đổ cái vô luôn cả nhà. Rồi, mời cả nhà thăm cái tiếp theo luôn cả nhà. Có cá sặc chết rồi nè cả nhà. Đó, cá sặc chết không? Không biết có cá bự cá lóc không à. Thôi được rồi. Có cả nhà ơi. Có, không biết cá gì đây. Hui. Ui, ôi ôi. Vô rồi cả nhà ơi. Vô rồi. Không, ướt điện thoại luôn. Cá rô phi. Quá khứ cá rô phi rồi cả nhà ơi. Rồi để mình bắt cá luôn cả nhà ơi. Rồi, mời cả nhà thăm cái tiếp theo luôn cả nhà ơi. Chung mà mấy cái hổm cái chú kia không cho đặt nữa. Vậy mình dò chỗ khác.
viên đó. Có cả nhà ơi. Ồ, hai con cá rô phi với một con cá dậy nữa nha cả nhà. Cái dây này cũng nhỏ cả nhà. Thôi, mình thả lại. Thả lại luôn cả nhà. Nhỏ quá. Giờ mốt nó bự đi mình bắt. Rô phi chiên xả ớt. Nấu canh chua. Mình đi đặt lợn nè. Mình ở nhà mình có trồng rau rồi, trồng dây bầu bí đồ, hành hẹ đồ đủ thứ hết trơn á. Nào mình rảnh rảnh thì mình sẽ đi lòi cá về, mình có cá thì mình làm ẩm thực cho cả nhà xem. Mà cả nhà thăm cái tiếp theo con cả nhà. Cái chỗ huyền thoại. Con gì đây? Khui. Rồi, tôi cái này trớt rồi cả nhà. Cái sặc không à. Có mấy con cá sặc mà mình đặt lại luôn. Đặt lại luôn, sặc ăn cá, vụ cá lớn. Và cả nhà thăm cá tiếp theo luôn. Cái này hổng vô ba con là thăm gì. Cái phụng 62 vlog nè cả nhà. Thôi, có cá rô chết nè cả nhà. Cá rô phi chết, không biết có. Ui. Cá rô đựng con cá cứng, cá sặc, cá rô phi nè cả nhà. Mình bắt cá luôn cả nhà. Cả nhà thăm cá tiếp theo luôn cả nhà. Quá nắng, nắng đội mệt quá cả nhà. Có cá cả nhà ơi. Trời ơi, coi con rắn chung nó dính nè, con rắn chung nè, chà bá luôn cả nhà ơi. Có cá cứng nhảy nữa, cá cứng là cá lóc đây. Ui đôi coi lụm hàng cả nhà ơi. Vô rồi, một con cá cứng. Hai con cá cứng, một con cá lóc với một con rắn chung, chà bá luôn. Cá rô nữa cả nhà ơi. Nè, con rắn chung nè, thấy không? Nó cái đầu nó kìa, nó dính vô lưới kìa. Dính vô cái hôm. Còn cái mình nó rút ở dưới đây nè. Nó rút rồi, thấy không? Đó. Nè. Rút nè. Đó. Cả nhà thấy không? Vô rồi. Con cá lóc nè, nó nằm kìa. Thấy không? Đó, hồi để mình mà bắt ra luôn cả nhà. Tại vì mình không đi có một mình mò, vừa cầm vừa bắt sợ rớt cái máy cái là rồi luôn, rớt cái máy cái là xong luôn, không có quay cho cả nhà xem nữa luôn. Mà cả nhà thăm cái tiếp theo luôn cả nhà. Rắn nãy chính xử lý lâu quá. Cái này cái huyền thoại nè cả nhà. Cận cảnh cái huyền thoại bữa hôm mùng 3 là 6 con à. Ui.
Ui, cá bự. Ui, đất ơi. Một loại cá luôn cả nhà ơi. Toàn là cá nhỏ không à. What? What the fuck? Cá sặc, cá rô, cá cựng, cá rô phi, tán nạn xà ngầu, ốc bu. Một loại luôn. Thôi, mình đổ cá luôn cả nhà ơi. Nói chung là còn cái này là cuối cùng rồi, mệt dữ rồi. Quá nắng. Rồi thôi mình bắt cá ra luôn. Chút xíu mình sẽ về tổng kết cá cho cả nhà xem nha. Rồi hello, em xin chào cả nhà. Thì em cũng đi thăm lợi về, em đổ cá ra tổng kết luôn cả nhà ơi. Nay trúng đậm rồi. Mà cá lóc thì ít, cá rô phi với cá cá rô đồng với cá sạp thì nhiều. Ui, một thau luôn cả nhà ơi. Quá khứ rồi. Trúng mánh rồi cả nhà. Có đại ca này. Có đại ca vắng lục xanh. Nãy em sợ quá em đập luôn, em không có quay. Ghê quá. Thôi em đục quá cả nhà ơi, dán này em không dám ăn. Ghê quá. Có được con rắn chung rồi cả nhà. Rắn chung này tầm cỡ 2 lạng à, lạng mấy 2 lạng à. Rắn chung ngon, mập ú u luôn. Ê, nó bò mày bò hả mày. Cá rô phi cứng chắc coi như là lộn xộn, chắc cũng cỡ 3 ký mấy à cả nhà. Đó cá cứng. Cứng nhỏ nhỏ nhiều lắm mà em thả lại rồi. Thả lại mốt bự bắt. Bắt cá nhỏ quá. Mốt không có cá để mình bắt nữa. Rồi em xin phép kết thúc clip tại đây. Chúc cả nhà và đồng nghiệp anh em năm mới an khang thịnh vượng. Có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, suôn sẻ thành công nha cả nhà. Thì thương em thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Thì mình sẽ ra clip thường thường để cho cả nhà xem và cả nhà theo dõi mình nha. Rồi xin hẹn gặp lại.